ở đây đây. Ngồi ra xa thì đi người đó. Sao rồi, cắt một tí. Đừng. Bố cho con sẽ ở đấy và ta sẽ con đi vào đây. Ôi giời. Ngon nhỉ? Ngon không? Bố xin một miếng. Ngon đấy. Đây, mua đây. Bảy ngô về nhà. Bảy ngô về nhà cho con gà ăn mà. Cho con gà, con lợn ăn mà. Em phát cái này xuống để đổ lên. Thôi kệ nó để vào đây, thế cho con nó nọc. Con nó cho kệ vào đây luôn. Bố mẹ ơi, con bỏ mua nhá. Mua của em đây. Con ngồi ở đây để bố mẹ. Đây, con ngồi đây nhá. Ngồi đây để bố mẹ nhé. Ngồi đây để bố mẹ nhé. Ngồi đây đi. Mơ, bố cho mất xì. Để đây, rồi. Con đợi ra rồi nhé. Con đợi ra ngoài nhé. Ngồi xuống đi, ngồi đây chơi nhé. Con lấy một quả dao nhé. Này, khó lắm không? Con đang ngồi khá cái đi rồi. Ngô năm nay mất vụ nhỉ. Gió quân gió cổ đổ hết đi. Là một tí quả bé thôi. Bố mẹ có thương quả này không? Ngô to nhỉ. Quả to đi luôn. Nhưng mà gió đổ á. Báo quân đổ hết. Đây. Ôi, mấy quả này to dài. Ôi, đây, mấy quả to. Không bị báo ơi được nhiều nhưng mà bác lại bé, năm nay bác to hơn. Bác to hơn nhưng mà nó lại dính báo mất. Khắp đây nhé. Khắp đây chứ. Đây rồi đấy. Rồi. Cho anh đi đổ cho chết nhé. Vâng. Cái gì? Hả? Con chi có màu xanh ra, bác sĩ bảo là chi có màu xanh. Con có bóc ngô không? Có.
Hai bông nhá, bố đi về tiếp. Quả này nó thật là to. Bên kia bẻ ngô đông nha. Nhiều người bẻ vui. Đây chưa? Đây rồi. Lại sắp đây rồi. Bố sao để nhiều thế? Để nhiều chưa? Sao? Để hết luôn. Để nóng không? Hả? Nóng không? Hả? Nóng à? Đây, con bóc ngô ở đây à? Bố theo được đâu ở đây hả? Thank you.
thì đi người bác. Em ở đây nhá. Mua hơi tóc đi. Em đi. Thì làm chung viền luôn, không hay được không người nhé. Đây, làm là tránh lăn. Đi ra đi. Đây, em đây. Đây, cái con tha giải ở đấy ngồi đấy nhé. Thế mẹ lại bóc cho con. Đây. Ờ, đợi tí mẹ lại bóc cho nhá. Đây. Mẹ bóc hai cái. Đây, cho em một cái. Tí nữa mẹ lại bóc cho nhá. Mẹ bóc hai cái cho con. Nào, sao lại đánh em thế? Hai quả cho em à? Bỏ luôn, không còn một gùi. Một giờ hết rồi. Hết rồi, còn một tí rồi. Hết rồi.
được có một tí nhỉ. Năm nay được ít nhưng mà may bác con to. Đang cho túi. Anh ơi. Anh cũng đẹp. Nóng không? Nóng không? Ừ đây thấy quạt em nè. Quạt em đi. Quạt em này con nè. Một tí trong tiền đâu, nóng lắm rồi đấy. Đây con quạt đi. Mẹ bọc một tí ngô trong tiền, trong trời nắng. Nắng oi. Thì mình nắng oi lắm. Mặt này, cái này không có mặt trời nắng oi lắm. Lại quạt nè. Nè. Quạt được chưa? Mát thơm. Ây da, thích nhỉ. Ừ, mát đấy. Điện trời nóng. Điều quạt có quạt đây nhỉ. Đấy, mát mát này. Đi đâu? Đi đâu? Rồi, bóc đi. Đây, được chưa? Nhiều sự quá. Mắt cả hai chưa? Được chưa? Quạt cả bố nữa. Quạt bố còn không đến. Bà em bóc được nhiều thế, không để vào trong túi, túi đây rồi. Mộng rồi. Cho cái này đây thôi. À, đây rồi. Bao đi. Để bao đi, để bao. Cho vào đây thôi. Dạ. Con đậu ở đâu con thế nào? À dạ. Gọi em ơi, xem đây này. Tao bên đây. Một tí là hết. Được 3 bao nhỉ? Được 3 bao. Nóng không? Để cái này để nhà treo, treo cho nó khá khô. Trời âm u này nó oi lắm. Rồi. Tí nữa xong rồi.
nó buồn ngủ lắm rồi đấy. Rồi rồi, này cầm này. Em cầm bao bao đây. Hát tay nhá. Cắt tay con á. Sao rồi, cắt một tí. Em đưa con về nhá. Em ơi. Không nghỉ à? Nhanh thế. Nhanh thế. Con đi, à, con lấy quạt quạt cho bố đi. Đây, cho em này. Dây chuyền vàng đấy nhỉ. Nhà mình có dây chuyền vàng đấy nhỉ. Đi không? Đeo có nặng không? Thì nó gây củ nhá. Mà chơi gì đó này trời lại ăn nó nè. Có thắp bùa á? Con có biết bùa không? Biết bùa thì bùa, giờ bùa sẽ ngã. Không. Quạt cho non. Nó thấy sướng. Bố cho con xe thang. Bố cho con xe thang ạ. Đấy, con xe con đi vào đây xin. Ừ.
đợi một tí mẹ xem hàng đợi cao xong mẹ đến cho con nhé. Đây con khảo xếp hàng ở đây đi. Em đi đâu đây? Mẹ con xếp hàng hàng cơ. Cái đào này thì anh sẽ không có tiền để phải cho chú ấy. Thôi một anh đi làm thuê thôi. Bây giờ cũng thuê là nghe xong rồi. Không có ở nhà không... Làm ra được tiền ừ. Đây là tình hình đấy. Nếu mà em đi làm, à nếu mà anh đi làm, bây giờ có trông được hai con không? Được không? Anh chỉ lo thôi. Anh có mệt không? Mệt chưa? Mệt chưa? Còn anh? Tắt nhiều mồ hôi thế. Trời ơi quá. Anh sẽ có mệt rồi. Con đợi ối em à? Chỗ này cho nó dính cái khói khô nha anh nhỉ. Ngoài nó có gió vào ấy. Em lấy ngô cho nhé. Ờ, lấy ngô đi. Để anh để xem nó có được không.
xe nè. Vâng. Lấy tiền ra mua quần áo. Khi nào đi học mua nhá. Ừ, khi nào đi học mua cho con nhá. Mua cho con cái áo á. Đây đây, đây tiếp. Đây, để tôi này, để bên dưới này. Để tăng dưới này. Vừa đủ rồi. Ôi, phải rơi mất. Xong, cái này vừa đủ rồi đây đấy. Nước không? Em nước đấy. Heo nước không? Em có. Con có uống nước không? Heo nước không? Mẹ vu vu này. Ăn. Sao quá, ăn bậc gì á? Ờ. Ăn. Ngoài nè. Có nước không? Đây, ăn. Ừ. Ừ. Không ăn thôi. À, có bóc cho. Mẹ cho con chơi. Đây, con chơi. Ui dồi. Ngon đấy. À, này. Xin lại. À,
Ngon thế nhỉ? Ngon thế. Ngon không con? Có. À, ngoài thì đen này không ăn đâu nhá. Ăn ở trong thôi. Ngoài đây cháy rồi. Ngoài cháy. Ăn ngon nhỉ, ngon không? Bố xin một miếng. Bơm quả cam ta. À, ngon nhá. Bơm quả cam ta. Mẹ ăn đi, ăn một miếng đi. Ta chỉ ăn ít ta. Ngồi xuống đi. Ăn đi. Ví dụ mồm to thế. Dạ. Ngon rồi. Ngon rồi. Em mà. Ngon đi, con cho cho ăn trước mà. Đây. Hết rồi nha. Hết rồi. Hết rồi. Mãi mãi.